Đấy, thế em để mấy chục nghìn với này kẹo ở đây sợt xị nhá, gửi gửi ma hơn kin nhá, gửi ma hơn kin nhá. Đây là mà rất là lan mà nhung cũng su ai nghe là tốt chỉ cặp lập bài hành rồi đây tuần tuần này Nương nương rồi, mới chết được một tháng thôi. Thế ải là khôn khôn sang cắm mục à. Cắm mục à? Dân tộc Cắm mục à. Đây là anh là dân tộc Cắm mục. Khi người chết là không làm bàn thờ gì cả, chỉ có để nguyên cái chăn cái màn của người chết ở đây. Các bạn thân mến, ở Lào có 50 dân tộc, mỗi một dân tộc có những cái phong tục khác nhau. Hôm nay Lam Lào chia sẻ với các bạn một phong tục của người dân tộc Cắm mục. Họ sinh sống ở tỉnh Phong Sa Lì của quốc gia Lào. Người dân nơi đây họ sinh sống bằng nghề trồng lúa, nhưng mà họ lại chỉ trồng lúa nương và chăn nuôi gia súc. Khu vực này thì họ không có ruộng. Các phong tục của họ như lấy vợ phải ở nhà bố mẹ vợ một năm. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các phong tục của người Cắm mục. Bây giờ là mời các bạn cùng xem video các bạn nhé. Xin hút thuốc cuốn không nào hút xin nhé. Chết quá chết rồi chết rồi Người phụ nữ ở dân tộc này thì phải đảm nhiệm tất cả các công việc đồng áng ruộng nương. Người đàn ông thì đảm nhiệm các công việc ở nhà với lại đi tìm kiếm những rau cỏ hoặc là đi suối bắt cá với lại đi bắt những chuột ở trên rừng về để làm những cái thức ăn hàng ngày. Và những cái đứa cháu gọi là cháu đích tôn ấy của thằng con trai lớn thì phải đến ở với ông bà từ lúc nhỏ, từ lúc 3 tuổi thì phải ở với ông bà nội rồi. Nghe tai vậy. Cái tai ạ. Mẹ là 20 tai. 20 tai. 54 tuổi là chết rồi. Thế bố ông mì mỡ à? Nhân bảo thế à? Thế ao rồi nhỉ? Xong rồi ông mì ngân thì ao nhỉ? Tráng mì mỡ thì phải mì mì ngua khả nhỉ? Hả? Ông là thọ kè lẹ. Chưa già à? 58 tuổi vẫn lấy được vợ mà. Không sao đâu. Không không bị gì. Vẫn đẹp trai. Không có gì đâu mà phải bi quan vậy. Chết được 4 năm. Nhằm bao hạt điện thôi. À được 1 tháng, mới chết được 1 tháng. Đây, bên đây. Bên đây. Pay in, I push up a tí. Vợ bác này là mới mất được 1 tháng. Bây giờ chúng ta đi đến nhà nhà bác ấy để tìm hiểu xem phong tục tập quán của họ là những người sau khi mất ấy thì họ làm những cái lễ nghi gì nhé. Nếu có bàn thờ họ đặt như thế nào. Bây giờ mời các bạn cùng vào thăm này. À, đây là nhà bác, vợ bác mới mất này. Đây là đây chỗ này chết à? Ưỡi là tay chỗ này. Thế là bố xa bố mi nhá, không có bát hương à? Không có bát hương. Không có bát hương thì sao nhỉ? Đây à, anh đặt một cái ải ao thuổi đây à. Đây là bác gái bác mới mất, vợ của anh này mới mất, nhưng mà ở đây họ không nằm bàn thờ. Chị trước nằm ở cái chỗ này, chết ở chỗ này thì bây giờ là cứ thì mà cúng cơm là cũng cứ cúng ở chỗ này thôi. Đấy. Họ chỉ ở đây. Và hai cái túi của chị kia là cũng cứ treo ở đấy thôi. Các bạn để ý cái ép cơm với này các bình nước ấy. Anh vẫn để trên chỗ đầu chỗ mà chị nghỉ đấy. Hàng ngày là vẫn phải cúng cơm là như thế. Và cúng trong vòng 1 năm. Đấy, thế em để mấy chục nghìn với này
Kẹo ở đây sợt xị nhá, gửi gửi ma hơn kin nhá, gửi ma hơn kin nhá. Đây năm là rực năm lan ba cùng nhung cùng su hai ngân là cột chỉ cặp lập bay hàn rề đây đơn đơn nương nương rồi mới chết được một tháng thôi. Đã chết được một tháng. Thế ải là khôn khôn sằng. Nghe được con cam mục hả? Cam mục à? Dân tộc cam mục. Cam mục. Đây là anh là dân tộc cam mục. Còn người chết là không làm bàn thờ gì cả, chỉ có để nguyên cái chăn cái màn của người chết ở đây. Anh đây là cũng biết một số tiếng Việt. Anh kể là sau khi người đã mất, toàn bộ số đồ dùng của họ như chăn màn, quần áo, túi, mũ, giày dép ấy phải để lại và để nguyên chỗ cũ. Sau một năm rồi sẽ mang ra khu mộ đó và sẽ đốt đi. Họ quan niệm rằng là lúc đó là cái người mất đi ấy, thì mới chính thức là ra ở riêng. Và trong một năm đầu là người ta xuống đấy là chưa có công ăn việc làm ổn định, cho nên người nhà ở trên trần ấy là phải cúng cơm một năm, phải cho ăn một năm. Bà chút. Bà chút. Thằng này bà chút. Bà chút à? Ừ. Ở xe bên bò khuyên là xưa giờ này hắn lại bọc. Vên bọc. Ở đinh sai là xây bếp vào. Ừ. Xe đinh sai là đinh bọc. Xe đinh bọc. Có khuyên. À, thế là lấy gạch xây hết vào. Chứ không không đốt nhỉ? Bà chút. Bà chút. Người dân ở đây sau khi mất ấy, họ mang chôn thôi chứ họ không mang thiêu đâu. Và họ chôn xuống thì từ mặt đất xuống khoảng 50 cm thôi. Và họ sẽ xây lên. Xây hoặc là họ xếp đá, nhà nào có điều kiện thì họ dùng gạch họ xây. Không có điều kiện thì họ sẽ xếp đá, nhưng mà ở trên mặt mộ là họ sẽ để hở ra. Họ chỉ để đất thôi. Và quan niệm đấy là nếu mà xây kín vào thì linh hồn sẽ không đi được các nơi và cũng không đi làm được và cũng không đi về nhà được. Thôi cột chay nhé. Chay. Nóng phải vấn đi, phải hươn. Con có mũ. Có mũ. Có mũ. Có mũ. Con Lào có mũ. Có mũ. Dân dân tộc Cổ Mục. Cổ Mục. Sư này hoang phênh à? Dạ. Sư Thông Ma. Nô lương thoa đơ à? Đó là Hà Sip Phân. Hà Sip. 50.000 cân. Tô lên là chắc lô. Chết lô hốc khít. Chết lô hốc khít. Sư Khả. Khả. Sư Khả Kim. Tên là Sam... Sam sen chết. Sam sen pet. À, Sam sen pet. 308. Cuốn xó. Nên là Khả Kim là hông phênh nha. Uống rượu xong là hát loa đấy. Múa lâm vông nhỉ. Lúc sau quá. Lúc sau lúc lạ này nè. Lúc lạ. Lúc lạ. Con út đấy. Đây là con gái út của mẹ. Đây là cô con gái út của bà. Và cô này đã lấy chồng nhà ngay bản này thôi. Và hai vợ chồng cũng ở đây được hơn một năm rồi. Đúng là một năm là phải về nhà chồng. Nhưng vì điều kiện là ông bố mới mất nên là phải ở lại thêm một thời gian nữa. Cái ngon. Qua video vừa rồi, Nam Lào đã chia sẻ với các bạn về phong tục tập quán của dân tộc Cổ Mục ở Lào. Các bạn xem thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Nam Lào. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn luôn gặp những điều may mắn.